Thì nào hát em nghe đi. Em tên là gì? Em tên là cu. Cu gì? Cu Thối. Cu Thối. Con bế được em chưa? Con bế được em rồi. Cho đầu em cao lên. Thế đúng rồi. Mắt em đang bị mù á. Em chưa mở mắt đấy, em lại mở rồi. Con lại mở, con lại nói thế. Một ngày kia hãy mừng sáng lên. Bố mở bài hát cho em nghe, em thích nghe lắm. Bố hát một nửa, con hát một nửa nhá. Không. Để cho em nghe. Bố phải mở bài hát, em đang giơ tay lên đây nè. À, thế bố hát, con bố với con hát bài song ca bài Bắc Hà yêu thương nhá. Không, bố phải mở bài hát ra. Như bài gì? Nhưng bố phải mở bài hát cho em nghe, em đang ngồi đây nè. Nhưng mà em lại thích nghe chị hát cơ. Mời anh đến thăm quê em chỉ một lần mãi không quên. Đất Bắc Hà nhớ mong anh lắm, người Bắc Hà nghĩa nặng. Kệ, không cần gì kệ. Bắc Hà nhớ nằm tinh sâu. Mặt trời lên treo ngược cành cây. Đường lên đỉnh núi bồng bềnh mây bay. Đẹp lắm anh ơi, đất nước quê mình. Dạ đúng rồi, hay thế. Đất sông trời có đi xa. Nó mong manh lắm, vừa bất thờ nhớ nàng tinh sâu. Đúng rồi. Bố mở bài hát đi, con phải biết hát. Con ngựa thế nào nhỉ? Con ngựa trèo trên cây. Con ngựa cũng say say. Con ngựa cũng say say. Đúng rồi. Để xem gì này. Ôi trời ơi. Em bé có em bé nhà ai nhỉ? Nhà bố Hiếu, nhà mẹ Thủy, nhà con. Em bé là em trai của ai? Của chị Hân. Đúng rồi. Chị Hân là chị của ai? Chị cả. Chị cả, đúng rồi. Anh Phong là anh hai. Đúng rồi. Nhé. Chị Hân hôm nay hơn 4 tuổi rồi. Chị Hân hôm nay học lớp 4 tuổi. Đúng rồi. Em sắp em còn lâu mới được đi học. Sau này chị dạy em học chữ. Bây giờ em còn nhỏ, em chưa đi học được. Bây giờ phải nhờ cô già bế. Em chưa biết đi được. Cô thả phải cho em. Cô giá phải cho em đứng, em về biết đi. Đúng rồi. Ông nội tên là gì nhỉ? Ông nội tên là Đu Đủ. Lão nào. Ông Hợp. Bà tên là gì? Bà tên là bà nội. Bà nội tên là gì? Bà nội tên là Sáng Đường. Bà nội tên là Đu Đủ. Ông bà ngoại tên là gì? Ông bà ngoại tên là Sáng Đường. Đúng rồi. Em bé tên là gì? Là Cu. Cu gì? Cu Thối. Đúng rồi. Chị tên là gì? Là Hân. Là Hân. Bố tên là gì? Bố tên là Minh Hiếu. Mẹ tên là gì? Mẹ tên là Mẹ Thủy. Úi dồi giỏi thế. Nhắn tin rượu đông say. Mặt trời lên treo ngược cảnh cây. Đường lên đường núi bồng bềnh mây bay. Bố mở bài hát đi. Đẹp lắm anh ơi, tinh nước quê mình. Rồi. Bố mở bài hát đi. Đây, bố mở đây. Bố mở điện thoại to. Điện thoại to. Điện thoại của mẹ đâu? Điện thoại của mẹ. Con bế được em bé không? Có. Đấy, em đang nhìn đấy. Điện thoại mẹ đâu nhỉ? Tinh nước quê mình, được sông trời có đi xa, nhớ một lần mãi không quên. Cứ Bắc Hà nhớ mong manh lắm, người Bắc Hà tính rượu luôn say. Ôi trời. Em đang đòi bù bố ạ. Chờ mẹ tí. Con bảo em đi và chờ mẹ tí. Chờ mẹ tí. Điện thoại ơi, Thủy ơi. Điện thoại đâu? Ở đâu? Mặt trời lên. Hả? Ngược cành cây. Đường lên đường núi. Bằng mây bay.
Đẹp lắm anh ơi, đất nước quê mình. À, con hát cho em cái bài gì nhỉ? Bài gì mà các bạn tặng cô? Cánh hoa hồng tươi, chứ về mình em chẳng biết tặng gì. Thế em xin, em đang nghe. Ừ. Thế em xin tặng cô một bài hát. Chúc cô một ngày vui, thật là vui. La la la.